thân mến, các bạn có biết không, một lý do hàng đầu mà nó khiến cho những người không có được những thứ mình mong muốn, đó là vì họ không biết thực sự bản thân họ muốn điều gì. Vì thế, những người chưa thành công đã thường gửi những thông điệp rất mâu thuẫn vào trong vũ trụ qua suy nghĩ như thế này. Lúc đầu, họ có những suy nghĩ là muốn giàu có, muốn có nhiều tiền, thì vũ trụ bắt đầu sẽ gửi đến cho họ những cơ hội, những con người, những sự vật, sự kiện. Nhưng rồi sau đó, vũ trụ lại nghe họ nói, người giàu rất tham lam, tiền bạc chả quan trọng gì, nên lại bắt đầu hỗ trợ cho họ trong việc không cần có nhiều tiền. Bạn hãy ghi nhớ điều này. Vũ trụ, hay nói cách khác là sức mạnh siêu nhiên, hoạt động giống như một bưu điện khổng lồ, sẽ nhận đặt hàng qua thư từ. Vậy khi bạn đặt món hàng mà bạn muốn nhận bằng cách gửi thông điệp năng lượng vào vũ trụ trên cơ sở suy nghĩ, niềm tin, chủ đạo của bạn, và luật hấp dẫn khi đó sẽ làm tất cả để chấp nhận và ủng hộ bạn. Nhưng nếu bạn gửi thông điệp bị pha trộn trong cuộc sống, thì vũ trụ sẽ không hiểu bạn muốn điều gì. Người thành công thì ngược lại, họ biết rất rõ điều họ mong muốn và luôn kiên định, quyết tâm, toàn lực, cam kết với việc làm giàu. Chỉ cần việc ấy hợp pháp, có đạo đức và đúng với nguyên tắc xử lý, thì họ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để trở nên giàu có. Vậy, khi bạn đã hiểu được lý do tại sao bạn vẫn chưa thành công, thì hãy kiên định với mục tiêu và quyết tâm hành động, thì chắc chắn rằng bạn cũng sẽ thành công bạn nhé.